lòng người càng đẹp hơn. Quang Liệt, Ngọc Hoa xin được gửi lời chào trân trọng đến quý khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh. Và chào mừng quý vị đến với kênh Truyền hình Trà Vinh 2. Thưa quý vị và các bạn, THTV2, kênh Truyền hình 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh được hoạt động theo giấy phép số 281 ngày 8 tháng 6 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Sau một thời gian phát sóng thử nghiệm thì được sự thống nhất của Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh, kênh truyền hình THTV2 sẽ được phát sóng chính thức vào lúc 6 giờ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 9, 2022. THTV2 là kênh dạy học trên truyền hình với thời lượng 16 giờ mỗi ngày. THTV2 cung cấp kiến thức cho học sinh tiểu học, bổ trợ kiến thức cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, dạy học tiếng Khmer cho học sinh tiểu học, dạy nghề cơ bản và là kênh định hướng nghề nghiệp, trang bị kỹ năng trong cuộc sống cho học sinh sinh viên, dạy nghề cho lao động nông thôn. THTV2 được phát sóng trên kênh 27 truyền hình số mặt đất và phát sóng trên trang thông tin điện tử tổng hợp trà vinh tv.vn. THTV2, nơi học tập tiện lợi và tin cậy, nâng cao kiến thức, nâng tầm cuộc sống. THTV2 là nơi tiếp nhận những kiến thức thường thức và ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào cuộc sống rất bổ ích và hiệu quả. Và ngay sau đây mời quý vị chúng ta cùng theo dõi chương trình phát sóng chính thức đầu tiên của THTV2.